Yo, hello mọi người, chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về một bộ bài mà mình đã sử dụng ở trong cái giải Limitless Qualifier lần thứ tư vừa rồi. Cái giải đó thì mình đã đạt được thành tích là 14-6, có nghĩa là 14 trận thắng và 6 trận thua. Mình bị thiếu đi 2 trận thắng để có thể lọt được vào top 8. Thì cuối cùng mình đã xếp hạng chung cuộc là hạng 31. Thì thực sự là một cái hạng mà không quá cao nhưng mà cũng có thể gọi là khá là hài lòng rồi, bởi vì một bộ bài mà mình sử dụng ở Limitless á, là bộ bài Controls mà mình nghĩ là vẫn còn rất là nhiều lỗ hổng và cần phải thay đổi một số thứ. Thế nên bộ bài mà nhiều lỗ hổng thì hạng 31 thì mình nghĩ là khá là hợp lý. Và thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip này để đem tới cho các bạn cái bộ bài Control mà mình sẽ đã sử dụng như vậy. Thì đây chính xác không phải là 60 lá bài mà mình đã sử dụng đâu, mà mình đã có thêm một vài sự bổ sung nho nhỏ rồi để có thể giúp cho bộ bài vận hành trơn tru hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi vào tổng quan của cái bộ bài này nha, để có thể giúp cho các bạn hiểu rõ được cách bộ bài này vận hành, làm sao để các bạn có thể giành chiến thắng với bộ bài này, và thậm chí là có thể nói về cách để các bạn counter cái bộ bài control này của mình luôn nha. Thì bộ bài control thì nếu như các bạn không biết á, control là một trong những bộ bài mình rất là thích, bởi vì nó có thể có rất là nhiều điều kiện thắng khác nhau. Có nghĩa là điều kiện thắng ở đây á, có nghĩa là ví dụ như mình ví dụ là một bộ bài Pick-a-Roms đi, điều kiện thắng của nó sẽ gần như là sẽ chỉ có một duy nhất thôi, chỉ có một thôi, đôi lúc sẽ có khác nhưng mà gần như là sẽ chỉ có một và một thôi, đó chính là setup năng lượng cho Pokemon, tấn công nhanh nhất có thể, knock out Pokemon của đối phương nhanh nhất có thể và lấy đủ 6 Race Card trước khi đối phương lấy 6 Race Card của họ. Thì gần như là tất cả các bộ bài khác á, không phải trừ là Picoroms không không thôi, mà gần như tất cả sẽ sử dụng cái điều kiện thắng duy nhất đó thôi. Còn với Control chúng ta hoàn toàn có điều kiện thắng khác nhau, tùy vào mỗi trận đấu và tùy vào mỗi cái matchup mà chúng ta gặp thì chúng ta có thể set up một cái lối chơi khác. Thì một lối chơi, một điều kiện thắng chúng ta có thể làm đó chính là nếu như đối phương tỏ ra quá hổ báo, draw quá nhiều, discard quá nhiều thì chúng ta sẽ có thể thắng họ bằng việc là mưu họ, khiến họ bị deck out, hoặc là chúng ta có thể discard energy của họ ở những giai đoạn late game khi mà họ đã discard quá nhiều energy rồi thì họ sẽ không có cách recycle, thì chúng ta có thể discard energy của họ và khiến họ bị bế tắc và không tấn công được. Và thì đôi lúc chúng ta có thể tấn công và knock out lấy Rise Guard luôn, nhưng đó là cái trường hợp mà khi đối phương có những Pokemon rất là yếu máu, ví dụ là con Spirit Tomb, thì mình sẽ nói về những thứ đó ở sau ở trong video này. Thì chúng ta có thể tấn công luôn, thì nếu như đối phương bị hết tài nguyên chúng ta vẫn có thể tấn công họ và knock out lấy Race Card luôn, nhưng mà thường nếu như đối phương biết họ hết tài nguyên thì họ sẽ tự scoop up thôi, bởi vì không có lý do gì cho các bạn ở lại và chịu bất cứ một sự đau khổ nào như vậy cả. Và thường thì đối phương sẽ scoop up trước khi chúng ta kịp tấn công và lấy đủ 6 Race Card, nhưng mà đó vẫn là một cái điều kiện thắng của chúng ta. Và đó là sao mình nói control là một trong những bộ bài nếu như các bạn đánh một cách max bin nhất có thể, chính xác nhất có thể, thì các bạn sẽ rất là mạnh thôi, và gần như là đối phương nào cũng sẽ phải sợ với vậy control của chúng ta. Và đó là tại sao mình sẽ bắt đầu mình đi vào mình nói về những cái tác dụng của từng lá bài ở trong bộ bài control này nha. Thì cái bộ bài control chúng ta sẽ sử dụng cái line, đó là line 4 và 4 của Michino và Shinshino. Thì Shinshino đây là cái lá để giúp chúng ta có thể draw được bài nhanh nhất có thể. Thì như các bạn nói, như mình đã nói rồi, control là chúng ta sẽ áp dụng được cái những lá bài mà chúng ta có ở trên tay để có thể set up thế trận, điều tiết cái nhịp độ trận đấu theo cách mà chúng ta muốn, có thể là khiến nó nhanh hơn hoặc là khiến nó chậm hơn tùy theo chúng ta muốn. Thì với việc sử dụng Mac Duo draw nhiều bài nhất có thể thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn ở trên tay hơn. Vì vậy line 4-4 để có thể có được nhanh nhất cái con Shinshino càng càng sớm càng tốt để có thể draw bài. Hack Orange Rules thì nếu như chúng ta mill á thì đôi lúc chúng ta sẽ bị hết tài nguyên ở giai đoạn late game, thì chúng ta sẽ cần phải resource management để bỏ lại những cái lá bài quan trọng của chúng ta bằng bỏ lại nó ở trên dưới bottom của bộ bài, và sau đó chúng ta có thể draw bằng những con Shinshino này. Thì hai con Orange Rules để đề phòng một con Rise thì chúng ta vẫn còn một con nữa để tiếp tục sử dụng. Hai con Chia Cheese thì con Chia Cheese là cái con gần như là bất cứ bộ bài nào cũng muốn start với nó rồi, thì thường sẽ là 3 hoặc là 4, nhưng mà bộ bài control chúng ta không cần sử dụng quá nhiều. Ở giải Limitless vừa rồi mình sử dụng tới 4 để có thể start với Chirachis, mình nghĩ đó là quá nhiều và mình nghĩ là hai là đẹp, hai hoặc là ba là đẹp, mình cũng muốn ba, nhưng mà hiện tại thì bộ bài mình đã đủ 60 lá và những lá khác đều là những lá quan trọng cả, nên mình sử dụng hai thôi. Ở giải Limitless thì mình sử dụng chỉ có hai con Zacians và mình nghĩ đó là sai lầm duy nhất, sai lầm rất là lớn của mình. Rất là nhiều trận mình không kiếm được Zacians và mình không draw bài được ở những turn đầu tiên, vì vậy mình đã tăng nó lên thành ba con Zacians. Chúng ta start với Zacians không sao cả, chúng ta vẫn có thể draw bài, vì lần nào nếu như chúng ta bỏ nó trên bench thì đối phương hoàn toàn vẫn có thể boss lên, thế nên chúng ta start với Zacians cũng không sao cả. Vì vậy sẽ là ba con để có thể đề phòng việc bị Bryce mất hai con luôn chẳng hạn, thì chúng ta vẫn còn một con để làm việc. Một Girafarix thì đây là cái con mà Get Lost này rất là hay để có thể chống lại những cái việc họ có những cái thứ quan trọng ở trong discard pile. Thì ví dụ như bộ bài là bộ bài
welder mill 3D thì họ sẽ thường chống mill deck bằng việc là bỏ một con Makango GX, thì đó là một cái con mà khi các bạn sử dụng Burning Magma GX ấy, thì sẽ discard 5 lá bài của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ bị hết bài rất là dễ dàng, chúng ta chỉ có 5 lá bài trong bộ bài, thì đó là một điều rất là tệ. Vậy con Get Lost này sẽ khiến cho cái con Makango đó bị đi vào Lost Zone, và như vậy là họ sẽ không sử dụng được con Makango nữa. Thậm chí là nếu như đối phương setup quá chậm thì chúng ta hoàn toàn có thể Get Lost tất cả Pokemon GX của đối phương vào trong Lost Zone, thì con Mewtwo sẽ không có bất cứ gì để copy cả, và oops chúng ta sẽ rất là dễ dàng thôi. Thì ngoài ra có những cái combo như là Boss Orders, thì nếu như họ Boss Order á, họ bỏ vào discard pile, họ hoàn toàn có thể lấy lại bằng cái con Elder Ghost, đó là một cái con rất là khó chịu, lấy lại con Boss Order để có thể Boss Order những con khác của chúng ta lên thay vì đánh những con Doze, thì Girafarig sẽ bam dục hai cái Boss Order đó chẳng hạn vào trong Lost Zone, thì đối phương sẽ không sử dụng lại được Elder Ghost để lấy lại Boss Order được nữa, và chúng ta sẽ chill thôi. Thì đó là sao, một Girafarig là một thứ rất là hay, và nó cực kỳ hay ở những cái trận đấu ở Mirror Match luôn, hoặc là đối đầu với những Mew deck thì Girafarig hoàn toàn perfect. Khi đối đầu với Mew deck, chúng ta bỏ những cái lá quan trọng của đối phương vào trong Lost Zone thì Oranguru của họ cũng không recycle được, vì vậy một Girafarig là một cái thứ cực kỳ quan trọng. Và một Mew chắc chắn rồi, chỉ để bảo vệ bench thôi khỏi những cái đam tấn công vào bench của chúng ta. Một Wobbuffet để có thể ngăn chặn những con Prism Star để có thể sử dụng ABT và tấn công. Thì cái con Wobbuffet này của chúng ta chủ yếu là để chặn cái Tabu Koko của Picarom ở những turn đầu thôi. Thì thường thì nếu như có liền á, thì chúng ta sẽ khá là ngon setup như vậy và chờ sẵn như vậy thôi. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ không sử dụng Wobbuffet. Còn lại thì nó chủ yếu là chỉ để chống cái con giúp, đó là con Victini Prism Star, đó là cái con mà giúp cho những bộ bài hệ lửa có thể recycle fire energy, thế nên một Wobbuffet sẽ không cho phép họ làm điều đó. Và yeah, Shilling, một Articuno thì ở BT khi các bạn bỏ một energy khi bỏ nó lên bench thì các bạn sẽ được switch thẳng nó lên vị trí active luôn, chúng ta không cần phải sử dụng switch hay là phải retreat gì cả, bỏ lên bench thì chúng ta sẽ switch thẳng lên vị trí active, và nếu như có bất cứ energy nước nào ở trên bench của chúng ta thì chúng ta sẽ được phép chuyển thẳng vào Articuno luôn, và đặc biệt là chỉ sử dụng chiêu duy nhất là chiêu Cold Crush để discard mọi energy từ hai Pokemon active. Thì nếu như Pokemon của đối phương nếu như đối phương không có cách retreat nữa, mà kiểu như họ không có cách retreat, mà kiểu như tất cả energy trên người Pokemon của họ như vậy và họ có retreat cost khoảng 2 hoặc là 3, thì chúng ta họ sẽ câu crush khiến cho họ không có năng lượng nào cả và họ không retreat được, thì chúng ta có thể câu được họ vài turn, và như vậy là chúng ta có thể set up các thứ khác mà sau đó KO đối phương nếu chúng ta thích, hoặc là Mew đối phương nếu như chúng ta muốn Mew, thì rất là nhiều cách đánh khác nhau. Thì Articuno thường sẽ chỉ sử dụng câu crush là chính thôi. Và một con cuối cùng, cái con mà gần như là cái giải vừa rồi mình không được sử dụng bởi vì nó chưa được legal, đó là cái con iPalms này. Thì nó là cái con mà mình đã có được từ trong cái Picoroms League Battle Deck. Đây là một con cực kỳ hay mà mình nghĩ là các bạn nên cố gắng kiếm cho mình ít nhất một con để có thể bỏ vào bộ bài của mình. Thì bộ bài này, cái con này gần như là sẽ chống được những cái thứ ví dụ như nếu như họ draw quá nhiều bài trên tay thì họ có thể có nhiều Boss Orders, thì chúng ta có thể dùng Yank Out discard card random thôi cho đến khi họ chỉ còn 5 lá bài trên tay, như vậy là họ sẽ có ít lựa chọn hơn. Thì chúng ta sẽ random, thì mặc dù chúng ta không được phép xem bài của đối phương và sau discard những lá chúng ta muốn như cái con Persians, nhưng mà discard random cho đến khi họ còn 5 lá thì yeah, random cũng được mà. Họ còn 5 lá trên tay, biết đâu chúng ta discard được những lá ngon thì sao, thì một cái dành chaos. Và đặc biệt là con này có thể chống được những cái bộ bài Mew deck, thì Mew deck sẽ ra rất là nhiều bài trên tay, và chúng ta sử dụng con iPump này sẽ discard hết mọi thứ trên tay của đối phương cho đến khi đối phương chỉ còn 5 lá bài trên tay, và oops thì rất là tốt. Thì thậm chí là nếu như các bạn không đánh control mà các bạn đánh những bộ bài tấn công á, thì khi đối đầu với Mew deck các bạn chỉ cần có một con iPump này thôi là các bạn đã có thể discard rất là nhiều bài của đối phương rồi, và đối phương gần như là sẽ thua thôi. Thì đó là do tại sao các bạn nên kiếm một con iPump, một cái con mà mình nghĩ là sẽ khá là ngon ở trong những cái giai đoạn sắp tới. Colorless energy gần như là cái energy nào cũng được, các bạn không cần biết các bạn chơi Pokemon hệ gì, iPumps của chúng ta gần như là sử dụng được nếu như có một energy bất kỳ. Và yeah, đó là tất cả những Pokemon mà chúng ta sử dụng ở đây. Thì Jason thì quá rõ ràng rồi, chỉ là Intrepid Sword draw 3 lá rồi, giúp chúng ta draw càng nhanh càng tốt thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nói vào những cái trainer mà sử dụng ở trong bộ bài control này. Thì những cái trainer mình sẽ sử dụng trước đó sẽ là 4 đô sẽ là chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ muốn câu họ bằng 4 con đô, thì nếu như con đô sẽ bị knockout thì các bạn sẽ không bị mất prize card nào cả. Ngoài ra thì một friend ball
Friendball có nghĩa là chúng ta sẽ kiếm một con Pokemon nào của chúng ta có chung hệ với tất cả những con Pokemon mà đối phương có ở trong cái trận đấu á. Có nghĩa là như các bạn thấy đây, chúng ta có rất là nhiều hệ khác nhau. Chúng ta có hệ sắt, chúng ta có hệ normal, chúng ta có hệ psychic và chúng ta có hệ nước luôn. Thế nên chúng ta họ sử dụng Friendball gần như là ở bất cứ cái trận đấu nào thì trừ Bicarom thôi, đó là bộ bài hệ điện và gần như là không có Pokemon nào khác ngoài hệ điện cả. Thế nên là không cái lá Friendball này sẽ phế trong cái trận đấu với hệ điện và hệ lửa cũng vậy. Nhưng mà gần như là với các matchup khác thì chúng ta hoàn toàn có thể search được gần như là tất cả Pokemon, vì vậy một Friendball là khá là hợp lý. Thì cái Friendball của chúng ta gần như là sẽ chỉ để search conversations vì ở những giai đoạn đầu game thôi. Bởi vì lý do là tất cả bộ bài đều gần như là sử dụng con Chirachis đó, và đó là hệ sắt. Thế nên Friendball hay search conversations có cách rất là dễ dàng. Và một Friendball 4 đô như mình đã nói, 4 quick ball có thể Pokemon basic thôi, để có thể set up những con Minchino nhanh nhất có thể, kiếm được những con Zacians, kiếm được những cái con Pokemon basic khác của mình. Thì tất cả ở đây đều là basic cả, trừ con Chichino này thôi. Vì vậy 4 quick ball có thể giúp chúng ta kiếm được rất là nhiều thứ ở đây. Và Chip Chip Isaac thì thường á, chúng ta sẽ chơi cái combo là reset stem và sau đó discard hand của đối phương như thế nào đó, và sau đó là Chip Chip Isaac và kiểm soát ba cái lá bài đầu tiên của đối phương. Chúng ta sẽ được xem ba cái lá bài đó và sau đó chúng ta sẽ được bỏ một cái lá bài chúng ta muốn lên top của bộ bài, có nghĩa là đối phương sẽ draw một cái lá đó vào cái turn tiếp theo. Như vậy là nếu như đối phương bị hết năng lượng, thì nếu như chúng ta thấy được ba lá bài của đối phương mà lá tiếp theo của họ là năng lượng, thì chúng ta có thể lấy cái lá khác và bỏ lên đầu bộ bài và họ sẽ shuffle lại và không có cách nào để họ draw cái nào khác ngoài cái lá mà chúng ta chọn như vậy cả. Và hai chip chip và hai reset tem có thể combo như vậy hai lần. Hai con rod cũng hay sợ là những Pokemon mà chúng ta đã discard đi, hoặc là những energy chúng ta đã discard đi, thì hai để có thể đề phòng một cái prize thì chúng ta sẽ còn một cái nữa. Hai power pass để có thể shuffle lại những cái supporter chúng ta muốn thôi. Một switch thì có thể switch, đôi lúc chúng ta cần phải switch một cách luân chuyển, có thể sử dụng chiêu khác những chiêu khác nhau, vì vậy một switch là đủ. Xây đường chúng ta sử dụng khá là nhiều. Hai power plant để có thể chống lại những Mewtwo, con Mewtwo sử dụng ability, hoặc là để chống lại những cái con DNA của đối phương ở những turn đầu. Vì vậy power plant hai cái. Hai cái Sky Pillar để có thể chống lại những cái put damage counter lên, thì có nghĩa là chúng ta sẽ chống được những con như là Blacephalon, những con như là Dragon Pulse VMAX. Họ sẽ không được phép bỏ bất cứ một cái damage counter nào lên cái bench chúng ta cả. Vì vậy Sky Pillar là một thứ cực kỳ hoàn hảo và chúng ta sẽ rất là cần cái này để có thể bảo vệ bench ngoài con Mew ra. Con Mew chỉ có thể bảo vệ chúng ta khỏi cái attack thôi, có nghĩa là tấn công á, tấn công vào bench của chúng ta thì sẽ ngăn chặn được, nhưng nếu bỏ damage counter thì chúng ta sẽ không ngăn chặn được. Vì vậy Sky Pillar là một thứ rất là quan trọng ở đây. Và ngoài ra thì hai Brazen Man để chúng ta có thể chuyển chuyển lối chơi thành Mew đối phương. Nếu như đối phương draw quá nhiều và đối phương tỏ ra hổ báo chúng ta, thì chúng ta sẽ hổ báo lại với họ bằng việc Brazen Man discard ba lá bài của họ, biết đâu discard được những lá quan trọng thì sao. Một boss order được có thể bắt những cái Pokemon mà có nhiều retreat cost của đối phương lên, và từ đó đối phương có thể là bị hết switch hay gì đó thì đối phương sẽ không thể nào mà retreat được, thì chúng ta sẽ có thể câu được họ rất là nhiều turn ở đây. Một cái Kaden Sinta để có thể discard một draw ba lá, sau đó lại lấy một lá ở trong discard pile của chúng ta lên. Jesse James đôi lúc đối phương chỉ còn khoảng hai rice card, chúng ta reset stem họ Jesse James, đối phương sẽ mất hai lá bài đó, chúng ta vẫn phải discard hai lá bài trên tay chúng ta. Nhưng mà như các bạn biết, chúng ta draw rất là nhiều, vì vậy trên tay chúng ta có rất là nhiều bài, discard hai lá không thành vấn đề gì cả. Nhưng với một người mà bị reset stem chỉ còn hai lá mà lại bị Jesse James, thì nghĩa là họ sẽ mất hai lá đi, và sau đó kết hợp chung với lại chip chip ice axe thì chúng ta sẽ gần như là kiểm soát hoàn toàn cái trận đấu luôn. Đối phương sẽ không thể draw được những lá họ muốn, mà họ chỉ có thể là, nếu như họ tấn công được thì họ chỉ có thể tấn công thôi, còn nếu như họ không tấn công được họ chỉ có thể là pass và pass thì họ sẽ không thể nào mà đánh đánh được ở trận đấu đó nữa. Search để có thể đôi lúc chúng ta như các bạn biết, chúng ta sẽ không tấn công, vì vậy chúng ta sẽ gần như là thua price so với nhiều price hơn so với đối phương. Thế nên với việc sử dụng search, chúng ta được phép sử dụng ba supporter trong turn tính cả con search này nữa, có nghĩa là chúng ta sẽ được sử dụng tổng cộng là hai thêm hai cái supporter nữa mà chúng ta muốn. Vì vậy chúng ta sử dụng hai search thôi, không cần quá nhiều, bởi vì đa số là chúng ta sẽ không sử dụng quá nhiều search ở những giai đoạn đầu game. Lusamine để có thể lấy lại những supporter và stadium chúng ta muốn. Thứ mình thích ở đây đó chính là các bạn lấy được lại cả stadium luôn, có nghĩa là lấy lại được power lên như các bạn muốn, lấy lại được Sky nếu như các bạn muốn, và lấy được cả supporter nữa. Vì vậy một Lusamine là tuyệt vời. Hai Mars để có thể draw hai hoặc discard một lá random trên tay của đối phương. Đối phương còn một lá bài, chúng ta Mars draw hai lá, discard luôn lá đó của đối phương. Chip chip Isaac, đối phương không có gì trên đối phương không còn gì nữa. Và và Rosa, khi chúng ta bị KO một cái Pokemon thì chúng ta được phép search một Pokemon, một trainer và một energy. Vì vậy chúng ta sẽ có thể tăng tốc hơn ở trong việc
setup những cái thứ mà chúng ta cần. Một Tatalyza có thể sử dụng một trong hai thứ này là shuffle lại và draw 5 lá, hoặc chúng ta có thể switch một con active cho với một con của chúng ta ở trên bench. Vì vậy nó cũng hoạt động như là một cái switch gì đó. Thì đôi lúc chúng ta bị price switch, chúng ta cần switch thì có thể có sử dụng Tatalyza. Yeah, và hai gel crunch để có thể store đối phương một ít turn thôi. Những bộ bài như là ADP Zation, chúng ta đi sau, chúng ta store đối phương bằng team gel crunch, bỏ cái lá bài nó lên. Bỏ bộ energy của đối phương lên tay và họ sẽ phải nạp lại ở năng lượng xem thân sau. Thì ra Pro Vmax cũng vậy, họ sẽ có thể tấn công bằng hai năng lượng, vì vậy giao grunt đẩy energy đó lên và họ sẽ không tấn công được nữa ở thân sau. Escape board cho chi hoặc là những cái con mà mình cần để có thể giảm một cái retreat cost thôi, và đặc biệt chúng ta có thể retreat ngay cả khi chúng ta bị paralyzed và asleep, rất tuyệt vời. Recast energy có thể nếu như bị Scott thì chúng ta sẽ lấy bỏ lại nó trên tay, và hai water energy để có thể attach vào Articuno thôi. Thì đó là tất cả những gì về bộ bài controls này, rất là nhiều thứ ở đây. Thì bây giờ mình sẽ có thể bắt đầu mình đi vào đánh thử một trận nha. Thì thường những bộ bài controls sẽ rất là tốn thời gian, vì mình sẽ đánh thử một trận thôi, và mình sẽ nói cho các bạn hiểu cụ thể từng bước mà mình set up bộ bài controls này để làm sao chúng ta có thể thắng được với bộ bài control này nha. Ok, và tiến vào game đấu đầu tiên của chúng ta, bộ bài hay lửa, không biết đó là bộ bài gì, nhưng mà nói chung là lửa có sidechick thì có thể là baby plant. Thì bộ bài này control này chúng ta gần như là sẽ muốn đi nhì thì có thể lấy supporters, yeah, gần như là chúng ta sẽ đi nhì thôi. Ôi, chúng ta có khá là nhiều thứ ở đây. Yeah, có cả dâu grin có thể store, thì gần như là đây một cái hand mình nghĩ là khá là ổn. Chúng ta có cả jason nữa mà, chúng ta sẽ pass cho đối phương thôi, không có lý do chúng ta làm bất cứ điều gì khác cả. Họ có chia chi như vậy, có thể là một bộ bài firebox chăng, bởi vì chia chi gần như là chỉ có thể là firebox thôi. Frambo, wow, có thể là một mirror match chăng, bởi vì mình không biết lửa là gì, nhưng có thể hệ lửa đó là một bộ bài mill deck với lại con Makango GX. Yeah, đây là energy lửa, chắc chắn là energy lửa. Một orange guru, lần này thì mình chắc chắn là confused và không biết đây là cái gì rồi. Chắc chắn là bây giờ mình không biết đó là cái gì đây rồi. Escape ball, turbozation thì không có dùng energy hệ lửa làm gì cả, đó là một điều ngớ ngẩn. Đây có thể là baby blast với lại combo GX prism star, có thể là như vậy, có thể là như vậy. Thì that's fine, không sao cả, chúng ta sẽ chỉ Stellar Witch trước để có thể xem chúng ta có được thứ gì đây. Chúng ta có Caitlyn Sita để có thể draw bài, rất là ổn ở đây luôn. Chúng ta có một con Chichino đây, thì chúng ta sẽ set up những cái thứ này lên. Power Plants, mình nghĩ là mình sẽ discard cái Yelgrun đi, bởi vì họ chưa có energy nào cả, mình sẽ draw bài. Ba lá bài mới đây, chúng ta có Search. Mình hoàn toàn có thể Power Plants có thể là họ có DNA, nhưng mà mình nghĩ là họ sẽ không DNA làm gì cả, nhưng mà mình sẽ dùng lại giữ lại stadium để đề phòng họ có stadium nào thì mình có sẽ bơm vào và khiến cho họ bị mất stadium nó đi. Thì energy nước mình nghĩ là chưa cần ở đây, mình có thể lấy lại bằng cái Odin Rod. Và bây giờ mình sẽ check cái price card của mình trước. Đây là một cái bước các bạn cần phải làm ở bất cứ một trận đấu nào luôn nha, check price card. Ba Chichino đây của mình có đầy đủ những cái thứ quan trọng đây. Đô của mình có đầy đủ 4 con, 2 Rod ở đây. Quick ball 4 quả, Power Pass thì mình có Power Pass đây nữa, là coi như là đủ Power Pass. Brassman hai cái để có mưu đối phương. Search mình bị mình không ra bất cứ gì cả. Yelgrun thì mình có rồi, như vậy là mình ra một recycle energy, vì vậy mình sẽ phải rất là cẩn thận, bởi vì nếu như mình mất hết hai energy mà mình mất luôn cả hai Odirot thì mình sẽ thua. Thế nên yeah, chúng ta cần phải để ý là chúng ta không có recycle energy, và như vậy mình sẽ có thể lấy cái con, mình nghĩ là sẽ lấy con này ra thôi. Thì con Warfare là cũng còn mình sẽ muốn giữ, bởi vì bộ bài hệ lửa thường sử dụng con Victini Vism Star, đó là một thứ mình không thích, và như vậy là yeah, chỉ lấy con Michino ra. Mình sẽ power pass lại hai cái này luôn. Yeah, mình sẽ power pass lại hai cái lá luôn, bởi vì hai lá này có thể giúp mình rất là nhiều. Và mình sẽ chỉ Intrepid Sword thôi. Như vậy là chúng ta có Rod, có thể yeah, và rất là nhiều stadium ở đây. Nếu như đối phương có bất cứ stadium nào bỏ vào chơi thì chúng ta sẽ discard luôn cái stadium đó đi. Và hiện tại thì có thể là turn sau mình sẽ bị mất con GRG này nếu như họ tấn công, thì là một điều mình không thích lắm. Nhưng mà ok, weather như vậy là có thể là chắc chắn sẽ là baby. Wait a minute, Water và Orange Guru à? Tấn công bằng Orange Guru à? Có thể đó là một cái cách khá là hay, bởi vì Pokemon của mình máu khá là mỏng, và Orange Guru với 70 dam hoàn toàn có thể tấn công knockout bất cứ con gì cả. Và con chiêu chi của chúng ta sẽ bắt đầu bị knockout trong trận này. Rất khó chịu. Họ tấn công bằng Orange Guru luôn, thì bộ bài Baby Blast nếu như các bạn tấn công bằng Baby Blast các bạn sẽ mất energy rất là nhiều. Thế nên tấn công bằng Orange Guru cũng hay là một ý rất là hay. Và ok, that's fine. Stations gần như không có tác dụng gì cả. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cái Power Blending trước thôi, và sau đó mình sẽ chỉ Interest Sword.
chúng ta sẽ có thêm Kali Cynthia. Thì trong sau chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều thứ ở đây. Search Kali Cynthia và cho một vài lá, lấy lại search và sau đó lại cho thêm ba lá mà có thể là có thêm một supporter đó nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái supporter đó. Và yeah, let's see. Và Vanessa Wisdom. Thì nếu như họ cố gắng giữ trên hand họ quá nhiều bài thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng con iPalms này để khiến cho họ bị discard, họ bị mất đi những cái lá quan trọng trên tay. Thì nếu như họ cứ liên tục giấu bài chúng ta sẽ phải làm như vậy thôi. Có một chiếc cheese mới, search để có thể cho nhiều lá hơn, bỏ supporter vào discard này đi, chúng ta có một jason rồi, lấy lại một search và cho thêm ba lá nữa và xem chúng ta có supporter hay không. Rất tiếc là chúng ta không có supporter ở trong turn này và chúng ta không có chinchino luôn. Trường hợp tệ nhất mà chúng ta có thể gặp thì mình sẽ bench cái đó thôi và mình nghĩ là mình sẽ chỉ interpret sort. Và có một vài thứ ở đây. Hiện tại mình vẫn chưa có supporter mới. Thì đây là một cái end, mình nghĩ là rất là nhiều thứ trùng nhau nhưng mà không sao cả. Chúng ta vẫn có store đối phương bằng đô, 2 đô ở đây ở xuân sau. Và bộ bài baby plant thì mình nghĩ là không có, gần như là không, không sử dụng bất cứ một cái money. Có thể là stem có nhưng mà thường cũng có thể là không. Và thứ nhất họ có thể làm đó chính là stem chúng ta thôi. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ để cái này lên và bây giờ mình có friend ball rồi, như vậy có thể lấy con chinchino ra ở trên này. Đây là cái con mà không muốn discard, chinchino tiến hóa nó. Mình sẽ discard con Zacian đi, bởi vì Zacian không cần nữa. Draw một vài thứ ở đây, chip Isaac mình nghĩ là có thể giữ lại, mình sẽ bỏ cái power plant đi, lấy thêm một chinchino ra nữa. Và hiện tại chúng ta không có supporters nên chúng ta chỉ có thể interpret sword thôi và cho thêm một vài thứ nữa đây. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu, có thể bây giờ trận đấu này mình sẽ phải chuyển kế hoạch sang việc là mill đối phương, bởi vì đối phương đang có rất là nhiều hands ở đây. Chúng ta có thể discard nó và sau đó mill đối phương và đối phương sẽ mất được những cái lá recycle trên đây. Hoặc là chúng ta có thể boss order cái con này lên và trap họ lại, không cho họ bị không có Fury Flint. Ok, để xem coi họ sẽ làm gì. Có thể là họ sẽ bắt đầu sử dụng cái CD Prism Star sớm thôi. Có thể sẽ như vậy. Thì bây giờ scoop up luôn. Wow, như vậy có thể họ sử dụng, họ sẽ bắt đầu sử dụng Victini Prism Star thôi này để recycle lại 6 energy như thế này. Ok. Thì Victini Prism Star thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể set up cái con Buffett này lên và khiến cho nó không tấn công được. Great Catcher không giải quyết được gì cả. Mình để xem coi họ sẽ làm gì. Nếu như họ không knock out thì chúng ta sẽ chỉ gì thôi. Mình không hiểu tại sao họ đang cố gắng kiếm, họ có thể là họ đang cố gắng kiếm reset stem. Mình nghĩ là thứ nhất họ đang cố gắng kiếm bằng GHG ở đây để reset cái stem hands của mình. Không luôn, switch. Không có lý do họ liên tục stellar switch rồi kiếm cái gì đó cả. Kiếm grader thì không có lý do gì cả, họ vẫn có cái ok, họ scoop up con đó. Sau đó họ bỏ con GHG đó xong switch tiếp. Họ đang gần như là mất hết mọi switch ở đây. Thì với những bộ bài mà aggressive như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bắt những con này lên và trap họ lại, nó như họ bị hết switch. Thì tùy vào trường hợp chúng ta xem cái tài nguyên của đối phương thì chúng ta sẽ có thể đưa ra một cái lối chơi khác nhau. Ok, Ultra Space. Đối phương sẽ làm gì đây? Ok, bộ Ultra Space vào, không giải quyết được gì lắm. Bộ bài Baby Plants gần như là không có bất cứ con power. Không có, lấy một Flash Guard. Ok, ok. Interpret Sword và draw nhiều hơn để có thể bị deck out sớm hơn à. Ok, ok, I'll take that. Đối phương có vẻ như là chúng ta có reset stem ở đây, chúng ta hoàn toàn nếu như họ đang cố gắng kiếm reset stem thì chúng ta có thể stem họ turn này luôn để khiến cho họ không có được những thứ đó và set up thêm một vài turn nữa. Thì để xem coi chúng ta sẽ draw được những gì từ cái này. Thì Stadium Articuno, chúng ta sẽ bỏ cái Articuno đi. Bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng cái chip Isaac để khiến đối phương kiếm bất cứ gì nữa cả. Vậy chúng ta sẽ wait, mình bấm nhầm. Discard này đi. Jesse James, ok. Nếu như chúng ta reset stem họ và Jesse James thì họ sẽ còn hai lá bài trên tay, nhưng mà hiện tại đang khá là trễ rồi. Mình vừa discard cái kia đi thì họ thì nó lại có cái đó thì rất ngớ ngẩn. Mình sẽ bỏ cái này đi và sau đó mình nghĩ là mình sẽ chỉ search Lusamine thì mình sẽ lấy lại được nhỉ, mình sẽ lấy lại được search lẫn cái Kennesita để cho thêm nhiều lá nữa luôn. Thì mình nghĩ là mình sẽ boss này lên nè. Họ mất một switch rồi,
Họ mất một switch rồi, vì vậy họ vẫn có thể kiếm được vài switch nữa. Mình sẽ present man trước đi, xem coi mình được gì của đối phương. Mill mất power pass của mình. Mình đã mill được rất là nhiều thứ ở đây. Như vậy là họ đã mất hai switch và như vậy mình có thể boss của nó lên, khiến cho họ không thể nào mà không thể nào mà retreat được nữa. Thì mình hoàn toàn có thể reset tem để khiến cho họ bị khó hơn, nhưng mà never mind, họ sẽ đầu hàng thôi. Thì như các bạn thấy, chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát được cái nhịp độ trận đấu rồi. Đối phương biết rằng họ gần như là bế tắc, họ mất scoop up, họ mất switch, họ mất gần như là hết tài nguyên, thì chúng ta sẽ không phải quá lo. Chúng ta sẽ gần như là không bị mất được 6 price card khi mà gì được. Thì chúng ta sẽ xem thử cái bộ bài của đối phương nha. Dạ, đây là bộ bài của đối phương. Đây chắc chắn là bộ bài BB Plus combo rồi. Set up cái combo Mr. Mime này thì mình đã đoán được cái điều đó từ đầu rồi, thế nên mình không không quá là lo lắng về điều đó. Baby Plants thôi, những con Baby Plants là tấn công. Scoop up net thì bốn cái là cái scoop up thôi. Và thậm chí là họ không có switch để họ xài nữa. Mình bắt conversation dẫn lên gần như là bế tắc, và như vậy là đó là tại sao họ đầu hàng ngay từ khi họ mất cái switch thứ hai. Và họ biết được rằng họ mất đi điều kiện thắng mà họ sẽ đầu hàng thôi. Và đó cũng sẽ là kết thúc của video clip ngày hôm nay luôn. Đây là cái decklist của bộ bài Control mà mình đã update. Nếu như các bạn nào thích, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu. Có thể là những cái trận đầu các bạn sẽ đánh chưa quen, các bạn sẽ thấy nó rất là ngớ ngẩn. Nhưng mà nếu như các bạn bắt đầu quen rồi á, thì nó sẽ rất là hay, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn luyện những cái kỹ năng, ví dụ như là sequencing, có nghĩa là nên làm gì trước, và các những cái kỹ năng gọi là set up cái game plan để có thể làm sao đánh một cách phù hợp nhất. Thì thì nếu như các bạn chưa chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bạn có thể là không nên đánh. Nhưng mà các bạn nào muốn tìm hiểu, các bạn hoàn toàn có thể dựa vào decklist này của mình và bắt đầu ở nó. Thì cảm ơn các bạn đã xem video clip này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Nếu các bạn thấy thích video clip này, hãy để cho mình một like và một subscribe. Và